Anh chị, trước mặt anh chị là khu nhà xưởng có diện tích đất là 18.000 m2 anh chị ha. Ông chủ này ông có lên được là 9.000 SKC trả tiền một lần anh chị nhé. Tại xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương anh chị nhé. Trên đất người ta đang có 5.000 m2 nhà xưởng anh chị ha. Giấy phép xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đầy đủ anh chị ha. Nhưng ông chủ này ông chưa có gắn thiết bị phòng cháy chữa cháy, thì cái tiền thiết bị phòng cháy chữa cháy sau này mà hết bao nhiêu thì mình cứ tới gặp chủ rồi mình đàm phán, mình thương lượng, mình bớt cái tiền nó ra cũng được anh chị ha. Đây, xung quanh cái ông này ông có xây tường bao hết này. Đó. Xây tường bao hết nhá. Trên đất thì người ta đang làm gỗ nha chị nhá. Đó, này, tường bao bên kia rồi. Đây có cái nhà vệ sinh cho công nhân này. Ngoài kia thì sân bãi còn rộng nhá. Ô, hôm bữa con gặp chú ở đây luôn phải không nhỉ? À dạ. Vừa vào không thấy chú. Chú chủ xưởng. Chủ xưởng hay là gì đó. Hay là chú này là chủ này. À. Vì hôm bữa mình vào mình xem pháp lý thì gặp chú này mà. À. À, bên kia là cái lò hơi nhá, lò sấy nhá. Đó. Còn phần bên này là văn phòng này. Đó. Văn phòng, nhà vệ sinh, nhà ăn gì đó. Đây cái chạm cân nhé, chạm cân 80 tấn đấy. Đó, đây là chạm cân 80 tấn nhá. Rồi bên này nó có cái kho này chị này. Đó, sân bãi rất là rộng rãi luôn. Đó, đây, cực kỳ rộng rãi luôn. Cái kho này kho thành phẩm này anh chị nhá. Đó, bên này kho thành phẩm nhá. À, kho thành phẩm ha. À, người ta sản xuất gỗ thanh anh chị ạ. À. À, ngoài ra thì bên này người ta vẫn còn dư đất này, nhà để xe này, hai nhà để xe này. Ở đây có cái bình điện 250 kVA này. À. Bên này nhà để xe máy này, bên này nhà để xe ô tô này. Đó. Nhà bình điện này anh chị ha. Đó, người ta hạ bình điện 250 kVA. Rồi, một lần nữa mình chia sẻ lại nhá anh chị ha. Cái tổng diện tích đất của nhà này ấy, là được 18.000 m2, nghĩa là một mẫu 8 anh chị ha. SKC thì người ta lên được là 9.000 m2 SKC trả tiền một lần anh chị nhá. Có 5.000 m2 nhà xưởng, thì bên này là xưởng sản xuất, bên này là kho thành phẩm, cộng lại được 5.000 m2. Có trạm cân này. À, 80 tấn này, văn phòng, nhà ăn, nhà ở, nhà để xe đầy đủ anh chị ha. Xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cái này người ta kêu giá bán là 10 giá bán là 35 tỷ anh chị ha, còn thương lượng anh chị nhá. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị nhá. Một lần nữa xin cảm ơn.